cậu có chắc cậu là bác sĩ không vậy? Tớ bảo là không được hỏi. Bật lên đi. Rất sẵn lòng. Bắt đầu nào. Chị có chắc là đã tính toán chính xác hết chưa? Bụng của mình, nó mất rồi. Mình lại ốm rồi. Nếu bụng của cậu ấy mất rồi, nó hẳn là của mình, biết ngay mà. Thật may là nó thành công. Đó là hiển nhiên mà. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn không trả hóa đơn của tớ đâu. Chờ chút nha. Yeah, nó hiệu quả rồi. Tớ trả tiền nè. Bye. Cậu nghĩ tớ cần cái này à? Ơ, mình mang bầu thôi cả. Đừng lo lắng nha, chúng ta sẽ kiểm tra ngay. À, có chuyện không may xảy ra rồi. Tôi nghĩ chắc có nhầm lẫn gì đó. Có lẽ máy siêu âm cũng cần bác sĩ. Này, nó hoạt động rồi. Tôi e là tôi không biết đã có chuyện gì. Xem nè, mình sẽ có con gái. Cảm ơn bác sĩ nha. Giờ hãy đi điền giấy tờ thôi. Sao chị ấy lại mang mình đến đây nhỉ? Nó cho mình thấy mấy cái mình đã ăn không nhỉ? Ư, nhột ghê. Ư, được thiệt nè. Tuyệt. Đó là ống nghe của chúng tôi à. Cậu có thể trả lại được không? Ok. Sao mình lại mang em ấy theo thế nhỉ? Đây, vẫn an toàn nha. Cảm ơn cậu. Tôi e là chúng tôi phải đốt nó thôi. Ghê quá đi à. Mình vẫn chưa khởi động. Đến giờ rồi. Thảm của mình bị sao thế này? Có kỳ lân vừa chạy qua à. Trông nó tệ thật đó. Nhưng có chai sơn màu đen thì sẽ dễ sửa lại thôi. Trơm rít. Và xong rồi. Tốt hơn rồi nè. Hãy đặt nó ở đây. Và thêm vài hình dáng nữa. Mọi người sẽ biết đây là thảm của ai. Và mình có thể vẽ để trang trí chúng. Để vẽ dây thường xuân. Không nên vẽ quá nhiều nhỉ. Hoàn hảo. Và giờ tập thể dục thôi. Mình sẽ không bao giờ thấy chán với cái thảm này. Tớ tham gia với nha. Chào, hy vọng là cậu không để ý. Cúi chào. Mình thử mới được. Trông đơn giản quá nhỉ. Hít thở là chìa khóa cân bằng. Và giờ đến mũi tên Anasa. Hy vọng là lưng của mình vẫn ổn. Trồng cây chuối và cây cầu. Mình bỏ cuộc. Tư thế con xéo. Ai đó đỡ tôi với. Và tư thế cuối cùng. Từ từ đi xuống và chúng ta tách ra. Chúng ta không thể làm từ từ được. Trọng lực đang phát huy tác dụng. Ô không, mình không làm được. Đau quá. Tớ nghĩ hôm nay tập thể dục như đây là quá đủ rồi đó. Ok, vậy chúc một ngày tốt lành nha. Bye. Chào đã, làm sao để đứng dậy? Mình cần đi gặp bác sĩ. Có ai ở đây không? Cứu với. Tôi không thể đứng dậy nè, làm ơn. Mình chắc là cậu ấy sẽ ngã. Mình đã mang tất cả rác bốc mùi nhất vào nhà. Xong, chỉ cần đợi thôi. Ngon quá. Nhum. Hôm nay là sinh nhật mình nè. Canh thời gian không chuẩn rồi. Ok, mình làm được. Đúng như thứ mình cần. Cái gì vậy? Tránh ra đi nào. Mình thích mùi này. Yep, bắt được rồi nha. Giờ mọi thứ sẽ khác. Nào, tay robot. Bật lên nào. Tắt đi, nhanh lên. Suýt nữa thì. Hả? Không. Lần nữa. Cuối cùng thì. Còn tưởng mình sẽ xanh lè chứ. Không thể nào. Cái gì vậy? Đó là gió hả? Này, trả chân cho tớ. Bosley. Ê, mình sẽ quen với nó. Yeah, ít nhất thì đôi giày cũng ngon. Xem kìa, đếm sao mệt quá hả? Mình thấy mình giống cây cầu rồi. Ha, cậu ta đây rồi. Tôi đã đi tìm cậu đó, Wesley Adam. Hả? Sao cậu vào được đây? Không có ai ở nhà. Cậu không thể trốn khỏi tôi được đâu, Wesley. Đến đây nào. Cậu ấy đâu rồi? Chắc cậu ấy ở đây. Đừng có chơi trò mèo bắt chuột nữa. Đồng ý. Thả tôi ra ngay. Wesley. Yeah, là tớ. Thiên, giải quyết cậu ta đi. Cậu không đánh được tôi đâu nha. Không, răng nanh của mình. Mình sẽ dùng chúng để chế đồ. Trơm trích. Từ răng nanh biến thành khuyên tai.
Mình nghĩ ma cà rồng sẽ tránh xa món quà lưu niệm này. Giờ mình có thể nghỉ ngơi rồi. Của em. Ủa, nó đâu rồi? Wesley, lại là em à. Tại em thấy đói. Mình luôn luôn thấy chán. Có lẽ mình cũng muốn ngồi trên băng ghế. Mấy lớp dạy làm ba mẹ tuyệt lắm luôn á. Đôi khi tớ còn làm bạc tham ở đó nữa. Ồ, cảm ơn Thiên nha. Đáng yêu quá. Và đừng quên uống vitamin và giữ ấm nữa nha. Sao không ai quan tâm mình như thế nhỉ? Chúng ta sẽ chỉnh việc này lại. Yeah, giờ mình cũng như mang bầu rồi. Trông tự nhiên quá nè. Và sao họ không chăm sóc mình? Nè, hai người không thấy có người đàn ông mang thai ở đây à? Wesley, em giải thích nó thế nào đây? À mà, hướng dẫn này tuyệt lắm đó. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Chỉ là chướng bụng thôi. Ừ, thật là mệt mỏi quá. Chờ chút nha. Y tá, đỡ bệnh nhân. Nằm xuống đi, cậu cần phải nghỉ ngơi. Đừng kháng cự nha, đi thôi. Thở nào, đừng lo nha. Chúng tôi sẽ đưa cậu đi khám ngay. Cậu ấy sắp sinh nè. Chắc vậy, nhưng chúng ta cần làm tất cả kiểm tra. Đây không phải là điều mình muốn khi mang bầu. Ok, đến lúc dừng việc này rồi. Cậu đã làm gì vậy hả? Cậu có thấy chứ? Bác sĩ Kelly, cậu không sao chứ? Cái này làm gì ở đây thế? Trông xấu thật đó. Chúng ta cần phải may lại rồi. Làm thôi nào. Hãy làm chiếc gối xứng với con nha. Con sẽ có một chiếc áo gối nhung đen. Chúng ta cắt những cạnh không cần thiết. Càng mượt càng tốt. Giờ chúng ta cần những hình tam giác nhỏ. Nên làm nhiều tí nha. Chúng ta lăn như quả cầu tuyết từ đất sét. Hãy lăn một quả bóng nhỏ hơn. Sử dụng đất sét lay đô đỏ. Tuyệt vời, con mắt xong rồi nè. Đặt keo nóng lên viền của vỏ gối ở cả hai mặt. Dán các nửa lại với nhau. Ở mặt này, thêm mắt và răng mà chúng ta đã làm từ các hình tam giác. Quái vật đáng yêu ghê. Cậu thật hoàn hảo cho con gái của tớ. Để tớ chỉ chỗ cho cậu nha. Đúng vậy. Nằm xuống, nghỉ ngơi nào. Có vẻ như vẫn thiếu thiếu gì đó. Con có nghĩ mẹ nên thêm cái gì không nào? Mẹ nghĩ chúng ta nên có thêm đồ chơi. Không phải với những viên đá đâu. Hãy khiến đồ chơi này nhìn thật phong cách nha. Tốt hơn rồi. Xem nè Wesley, em là hải cẩu nè. Wesley, không, đừng. Có gì bị nứt rồi. Đi ra khỏi cái nôi ngay. Em có còn là trẻ con đâu. Isradius Protetius từ Proteus. Mình bị sao thế này? Mình không tập trung được. Mặt của mình. Bùa chú, hãy khiến em của ta không thể quay lại đây nữa. Hãy dừng lại đi. Tạm biệt em trai nha. Lâu rồi không gặp Thiên. Hơi đáng sợ. Nhưng mà tớ rất thích. Con không bận tâm nếu Thiên chăm con đâu ha. Nó khá là tiện lợi đó. Nào, chúng ta vẫn còn việc để làm. Này, có ai không? Vâng, vào đi. Sao thế? Dưới thắt lưng của tớ bị làm sao ấy? Đây không phải là chân của tôi. Tôi có cách rồi nè. Chỉ cần cạo thứ cậu không cần thôi. Dưới lớp lông này không có gì hết trơn á. Nó không hiệu quả. Ok, nhưng cắt cục luôn thì sao nào? Thưa cô, khoan đã. Đó không phải là thứ mà tôi cần. Cậu thật nhàm chán. Vậy thì tớ không giúp được rồi. Bye, mình sẽ nghe nhạc vậy. Tuyệt vời. Cô Kelly ơi, cứu với. Cậu quái vật lấy chân của tôi. Đừng nghe gì cả. Mọi thứ đều tuyệt vời. Khẩu vị là thứ bẩm sinh đã có. Con gái sinh ra là đã có cái đó rồi. Ồ, em hát cho con bé nghe nha. Chúng ta đã có thể có tất cả. Rối cuộn trong tâm thứ. Thật kinh khủng mà. Tình yêu là gì? Người ơi, xin đừng tổn thương tôi. Đừng khiến tôi đau. No more. Ok, bắt đầu mất kiểm soát rồi. Em dừng lại được chưa? Wesley là một siêu sao. Wow. Rock and roll forever. Mình không thấy tay của mình nữa. Buổi concert đã kết thúc. Mình được làm chú rồi. Đứa trẻ đáng thương. Mình nên chọn tên gì đây ta? Con có thể cho mẹ biết con thích tên nào không? Không, không phải thứ mà chúng ta cần. Wesley, lại là em.
Nè, ô, chị đang chọn tên cho em bé đó hả? Em biết cách để giúp cho chị đây nè. Yeah, nó sẽ khiến chị dễ chọn hơn đó. Em đề nghị tên Bursley, Bursley, hoặc là Bursley. Ô, y chang tên của em. Hãy để nó thành Bursley. Sao em lại nghĩ đó là con trai? Chúng ta cần nghĩ cho tất cả lựa chọn mà. Nhưng mấy tên đó xấu quá đi. Chị không có nhiều thời gian để nghĩ đâu. Em kiếm đồ đạc thứ đó vậy. Không ai nên biết về nó. Nhưng đợi đã. Friday, đó sẽ là cái tên hay. Sao mình lại không nghĩ đến trước đó nhỉ? Các bạn ơi, tớ nên chọn tên nào cho em bé đây? Để lại lựa chọn của các cậu dưới phần bình luận nha. Ôi, sắp hết chịu nổi sức nặng này rồi. À mà, chúng ta nặng bao nhiêu rồi nhỉ? Wow, tệ rồi đây. Đến lúc tập thể dục thôi. Phải khởi động trước. Một, với cái bụng này thật không dễ chút nào. Nhưng mà mình có thể chịu được. Mùa hè sắp đến rồi. Chúng ta phải thay đổi nhóm cơ. Tuyệt vời. Hy vọng nó có ích. Mình không nên tập chăm như vậy. Em bé không thích đâu. Đừng lo nha, chúng ta sẽ đi ăn ngay. Hy vọng là mình có thể với tới. Nào. Và đây là huy chương cho nỗ lực của mình. Mình không xứng, mình vẫn chưa ốm. Tất cả thứ này nên đổ đi. Yummy, cảm ơn Wendy. Cho em thêm đi. Em nằm mơ đi nha. Kẹo sẽ không gây ảnh hưởng đến ai nữa cả. Đưa cho em đi mà. Không, Bradley, chúng ta cần phải sống lành mạnh. Để xem nào. Gì cơ? Nó vẫn tăng cơ á. Mình đang mang bầu mà. Sao mình quên được nhỉ? Và mình đã bắt đầu lo lắng rồi. Đến lúc phải ăn cái gì đó thôi. Và chị muốn thứ chị đã vứt đi á hả? Ngon quá. Bác sĩ ơi, có ở đây không dạ? Lạ thật, cô ấy luôn ở đây mà ta. Vào đi, gọi tớ bác sĩ Thiên nha. Thư giãn nha, cậu đến đúng chỗ rồi đó. Để xem có cái gì đây. To như này không phải do bị sưng đâu. Siêu âm sẽ ra thôi. Đúng như mình nghĩ mà. Kết quả cuối cùng đây, chúc mừng nha. Cậu đã có thai rồi. Hả? Đây là lúc chúng ta cần đến pháo hoa. Mình muốn lưu giữ khoảnh khắc này. Đi thôi nào con yêu, chúng ta phải thông báo cho gia đình biết thôi. Chị làm được rồi này. Sẵn sàng nha. Em sắp trở thành cậu rồi đó nha. Hả? Biết vậy thì em đã không bật máy lên rồi. Vậy mà mình đã nghĩ em ấy sẽ rất hạnh phúc đó. Mình chưa quen với việc di chuyển hai người cùng một lúc. Đến lúc tắm rửa rồi. Mình thấy những viên bi chính là cách tuyệt nhất để thư giãn. Vài ngón tay để tăng thêm hương vị. Chừng đó chắc đủ rồi. Chưa bao giờ nghĩ cảm giác này lại thoải mái đến vậy. Đã quá à. Mình có thể mở một spa tại nhà được rồi ấy chứ. Thư giãn quá đi thôi. Wow. Đã đến lúc tính đến chuyện suy nghĩ về chỗ ngủ cho em bé rồi. Hình như Bursley sẽ phải làm điều đó thôi. Cái gì? Ý chị là sao chứ? Em đã chịu ngủ dưới cầu thang rồi mà. À, trông ổn hơn rồi nè. Tuyệt cú mèo. Bursley à, hy vọng em nhớ đến việc đó là em không thể nào từ chối phụ nữ mang thai đâu. Em sẽ không đi ra khỏi chỗ này đâu. Em không đi đâu cả. Bursley, cậu là một chàng trai lịch lãm mà. Ủa, ok, chị lấy đi. Sẽ là một bé trai hay bé gái đây ta? Mình không muốn phải nhắc lại một việc đến 100 lần. Tốt hơn là nói một lần trước mặt tất cả mọi người. Chào cậu nha, xin chúc mừng. Chào Wendy. Chào nha. Wendy à, hy vọng cậu vẫn sẽ là cô nàng chuyên đi bắt nạt. Ồ không, rất vui được gặp cậu nha. Chơi vui ha. Wendy à, mình thích buổi party này quá đi thôi. Gì chứ, chị ấy không mời mình đến sao? Mình cũng có bất ngờ đây. Xem nha. Là rắn hả? À, đem nó đi đi. Đúng là phong cách của Wendy mà. Đúng là anh chàng nhát gan. Và bây giờ là thời khắc dành cho sự thật. Mọi người sẵn sàng chưa nào? Mũi tên đâu rồi nhỉ? Ồ, mình nghĩ là mình thấy đó. Hay lắm Wendy à, cậu nhắm thẳng đến hồng tâm. Mình phải giấu các quả bóng khỏi cậu ấy đi thôi. Ok, đừng đùa nữa. Ai trong đấy vậy? Nhiều pháo giấy quá à. Ok, quay lại với trò cũ thôi nào.
rết đầu đỏ. Có tác dụng rồi nè. Khói hồng bay ra. Đó là một cô gái, mình biết ngay mà. Chúc mừng nha, bây giờ chính là bước đi trong danh dự. Thôi nào các cậu ơi, mình nặng lắm. Mình mừng cho cậu lắm đó nha, cầm lấy nè. Mình muốn cậu mở ngay bây giờ. Cảm ơn nha, đẹp quá à. Mình mở đây. Chị có quà cho em à. Có khi nào mọi người chỉ mang đến những chiếc hộp rỗng không ta? Ồ, chắc là thứ gì đó thú vị lắm. Wow, đây là bộ trò chơi nha sĩ. Hay đó nha. Mình quay lại nơi mình thuộc về rồi. Firstly, đặt mọi thứ về lại chỗ cũ mau lên. Làm sao để trám răng ta? Chị sẽ làm giúp cho em nha. Đến lượt chị chơi trò này rồi. Firstly à, đừng mà. Chị vừa mới làm gì đó. Em nợ chị 3.000 đó nha. Wow, nhiều lời chúc quá đi. Thật là bất ngờ và mình vui quá đi. Cảm ơn các cậu nha, mình yêu mọi người lắm. Các cậu à, các cậu cũng có thể gửi lời chúc đến mình ở phần bình luận đó. Mình hứa sẽ đọc hết mà. Bụng mình ngứa quá à, mình không dừng lại được. Mình sẽ gãi thành cái hố mất thôi. Quét đây à, thôi nào, bình tĩnh lại đi. Mình phải khiến cho đôi tay này thật bận rộn, được đó chứ. Ok, cái này chắc có tác dụng nè. Ồ, và bây giờ đôi găng tay này cũng nguy hiểm quá đi thôi. Bây giờ mình sẽ không gãi nữa. Thở đều nào. Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi. Không, mình không làm được. Cho mình 2 phút thôi. Đây à, ít ra thì em cũng không phản bội anh. Việc mang bầu này làm cho chị quét cây điên rồi. Đúng rồi, Wesley, tránh xa cái cây ra đi nào. Đừng động đến các em ấy mà, đó là bạn của em. Tránh ra, chị mang đồ tỉa cây đến đây. Không, đây là những gì chị cần. Cảm ơn nha. Patrick, em có bị làm sao không? Tuyệt, mọi thứ đã xong xuôi. Cắt vỏ ra. Hãy cẩn thận với con dao này. Hãy loại bỏ lớp đầu tiên ra nha. Chúng ta sẽ dùng muỗng để lấy phần nhân ra. Chừng này là đủ rồi. Chừng này chắc đủ cho 2 lọ. Chia phần này ra làm 2 mảnh nhỏ. Và đem phần thạch này bỏ vào trong hũ. Trộn lên nào. Để tăng tác dụng thư giãn, thêm một ít dầu dừa vào. Tuyệt. Trộn mọi thứ cho đến khi mọi hỗn hợp hòa tan. Wow, dày thật đó. Đã xong kem rồi. Bây giờ chuyển sang phần vỏ hộp. Việc đầu tiên phải làm là nắp hộp. Bắt đầu thế nào. Chúng ta dán hình dán ra phía ngoài. Dùng đầu lâu để trang trí nha. Không ai có thể lấy hộp kem đi được cả. Mình nghĩ là hoàn hảo rồi đó. Nếu không phải đầu lâu thì những cái đinh này cũng sẽ dọa các cậu ấy không mở hộp. Bây giờ hãy bôi vào một ít lam màu đen cho trông thật kinh dị. Đây mới gọi là thẩm mỹ nè. Để xem cơn ngứa có dừng lại hay không. Wow, đỡ hơn nhiều rồi nè. Và mùi cũng thơm nữa. Mình bây giờ chưa có làm mẹ, nhưng mình rất thích nước Facebook. Hay quá nè. Mùi gì mà kinh thế này. Ồ không. Quét đây à, ít ra chị cũng nên mang tất vào chứ. Em không thể thở được. Như thể em là nguyên nhân gây ra vấn đề. Ok, được thôi. Ồ, mình không thể chạm được. Làm sao đây ta? Phiêu. Mình cần sự trợ giúp. Cảm ơn mấy cái quảng cáo trên Facebook nha. Hy vọng có hiệu quả, thử thôi nào. Nhột quá à. Sao trước đây mình không mua nhỉ? Được rồi, dừng lại. Mình là Wesley mà. Vứt cái này vào trong sọt thôi. Mình cứ tưởng đó là cái chân chứ. Nè, cậu đang làm gì đó? Tin này sẽ trở nên nhạy cảm lắm cho mà xem. Wesley hóa ra chỉ là người đẩy thùng rác. Bởi vì đôi dép này sao? Mình ghét cái nút màu vàng này. Đây là nơi cậu nên ở đó. Và một bức ảnh để cậu luôn nhớ đến việc này. Thân gửi nhật ký. Hôm nay mình thức dậy và muốn được ăn dâu cùng với cá. Nhưng sau đó mình không thể ngủ lại được vì cái lưng mình đang đau. Mình ghét việc này chết đi mất. Hai giường mới à. Quét đây đấy à. Tin chị đi, chuyện này quan trọng hơn nhiều so với cái đầu của em. Vẫn chưa thoải mái ta. Mình chỉ có thể lấy đi chiếc gối khác mà thôi. Ủa, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Lại có chuyện gì nữa đây? Mình nghĩ chắc sẽ thoải mái hơn nè. Bây giờ thì không đủ chỗ cho cái bụng này nữa rồi.
Thế thì sao viết nhật ký được đây? Ok, lấy lại đi nào. Chị đang đùa em đó hả? Chỉ dành điều tốt nhất cho đứa con này thôi. Gối chỉnh hình. Đây là hy vọng cuối của mình. Mình đoán trang trí một chút chắc sẽ không sao đâu. Đẹp hơn rồi nè. Mình mệt quá à. Ok, mình tỉnh dậy rồi. Sao mình đến đây được vậy ta? Thân gửi nhật ký. Hai ngày cuối, mình đã ngủ ở rất nhiều nơi khác nhau. Mình nghĩ là do mình đang mang thai. Một người cần 8 tiếng để ngủ. Và bây giờ là hai người. Mình ngủ cho cả hai mà. Mình thậm chí còn ngủ trong khi uống nước ngọt nữa. May là không ai thấy cả. Nếu mình còn tiếp tục ngủ thì ít ra mình cần sự thoải mái khi ngủ. Có lẽ một ly cà phê sẽ làm mình tỉnh táo hơn. Này Wesley, caffeine không tốt cho sức khỏe đâu. Làm sao mình sống mà không có cà phê đây? Mình không chịu nổi nữa rồi. Mình có thể dùng bã cà phê làm mặt nạ không ta? Mình thấy ổn hơn rồi nè. Cái gì? Quái vật. Này Wesley à, dậy đi nào. Không, bác sĩ Thiên đã đến rồi đây. Hãy kiểm tra hơi thở trước đã. Cậu ta vẫn còn thở. Có vẻ như cậu ấy chỉ ngất đi thôi. Hoặc chất ammoniac sẽ khiến anh chàng thấy ổn hơn. Cái gì vậy ta? Quái vật đâu rồi? Bận sao? Nè, mình không chịu nổi nữa rồi. Nơi mà chị ấy không thể tìm thấy mình. Dance, dance, dance. Chị không thể, cho chị vào với mà. Vậy ra người nhận là Peter Parker sao? Wesley, là em muốn đó nha. Đây là cơ hội cuối cùng của em để mở cửa ra đó. Mẹ xin lỗi con, mẹ không nghĩ có thể mở được cửa trước khi con được sinh ra. Chị đang dùng tã để luyện tập đó hả? Sao chị lại trông như vậy chứ? Chị đang ký tập môn vật sumo đó sao? Tốt hơn là em nên im lặng đi. Wesley, em đùa thôi mà. Chị đâu rồi? Tháo ra đi. Em không còn là em bé nữa, em sẽ tìm được cách thôi. Tất cả là do cái thiết bị ngu ngốc này. Chị ấy nghĩ mình đang mang thai và có thể được làm mọi thứ sao? Hai người có thể chơi được trò này. Đi thôi. Mình nghĩ mình cảm nhận được gì rồi. Thật là ấm và sáng quá à. Mình không nghĩ là sẽ có tác dụng nha. Cái gì? Mình mang thai hả? Chà, nặng quá à. Làm cách nào để lấy được đây ta? Dùng chiếc kìm ngược này được không ta? Thật sự là do tay mình ngán hay sao? Làm sao để di chuyển với chiếc bụng này đây? Có lẽ phải theo phương pháp của Van Damme thôi. Rõ ràng, điều này không dành cho mình. Yes, làm được rồi. Sẽ ra sao nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn? Không, không thể tệ hơn được mà. Ok, làm thôi nào. Không phải là mình luôn muốn uống máu hay sao? Hay đó. Không, nút hủy bỏ đâu rồi? Có tác dụng đi mà. Tại sao lại như vậy? Được rồi nè, mình hiểu rồi. Mình biết nên làm gì rồi. Cuối cùng thì, cảm ơn phát minh khoa học, mình quay về rồi. Có vẻ như mình đã sẵn sàng cho bước tiếp theo. Đúng vậy, tháo bỏ, người sẽ không làm hại ai được nữa. Mình đi kiếm gì đó ăn đây. Bụng của mình sẽ có kiểu tóc đẹp nhất từ trước đến nay. Chà, mình cần làm gì đó để trông thật bận rộn. Sao mình có thể quên được điệu nhảy chứ? Nhưng bây giờ mình không chỉ dùng tay để nhảy mà còn dùng cả bụng được nữa. Mình không hiểu. Em bé cũng thích và cũng đang nhảy cùng. Không, mình nghĩ mình sắp đẻ rồi. Đừng lo lắng nha Wesley, ngồi xuống đi. Và đi thôi, thở đi nào. Để cậu ấy nằm ở đây. Nói mình biết là mọi chuyện sẽ ổn đi mà. Đau quá à. Cố lên. Cắn tay này đi nha. Này, cậu. Chỉ cần cậu hỏi, mình có mang theo răng giả đây. Nhanh lên đi. Cố lên, Wesley, rặn đi. Em bé sắp ra rồi. Chúc mừng, đó là một bé gái. Nhìn con bé xinh xắn chưa nè. Con yêu của mẹ, mẹ vui quá. Đó là câu chuyện ra đời của con đó. Mẹ yêu con lắm. Mãi mãi và mãi mãi yêu con nha. Chúc mừng sinh nhật con hãy ước gì đó đi nào. Xong rồi ạ. Cháu ngoại của ta đâu rồi?
Sinh nhật vui vẻ nha. Ta có quà cho con đây. Wow, con cảm ơn bà. Đây là thứ mà con rất thích. Thật đấy à? Yeah. Con phải đi cái đã nha. Yêu con nhiều. Kế hoạch của mình sắp xong rồi. Và cuối cùng mình sẽ có bạn. Hy vọng mọi thứ suôn sẻ. Ơi, nhiều khói quá đi. Ồ, hello bạn dễ thương. Hi. Đi nào, chúng ta còn nhiều thứ phải làm lắm. Mình không nên đấu với Thiên. Ba ơi ba, còn tiền tiêu vặt của con thì sao? À, tất nhiên rồi con yêu, của con đây. Cảm ơn ba, chơi vui nha. Trẻ con tốn tiền quá. Wow, ba ơi, cho con ít tiền được không? Ba mới cho con xong mà. Ok, bởi vì ba thương con nhất đó nha. U là trời. Anh yêu, đưa em ít tiền mặt đi. Tất nhiên rồi. Anh còn chừng này đây. Không đủ rồi, nhưng cũng tạm được. Anh sạch túi rồi đó. Nè, hay họp mặt gia đình luôn đi. Một, hai, ba. Mọi thứ như đang chồng chất lại. Hoặc là có tới hai quét đây lận hả? Ba sẽ không làm phiền chúng ta nữa đâu các con yêu à. Đi chơi thôi. Hạnh phúc quá đi. Còn em không biết được anh vui cỡ nào đâu. Em biết mà. Đồ ăn, đồ ăn. Bữa sáng heo thì của các con đây. Kinh quá đi, sức khỏe tồi tệ. Gớm quá. Nhưng nhiều vitamin. Ồ, bọn trẻ không thích vitamin hả? Nhưng bọn trẻ rất dễ bị lừa. Máy xay kỳ diệu này sẽ biến đồ ăn thành chất lỏng. Chỉ cần bỏ hết đồ ăn vào và bật máy lên. Và mình sẽ đổ đầy mấy cái khuôn có hình bộ não để cho các con thông minh hơn. Bọn trẻ sẽ thích lắm đây. Bạn có cái gì rồi? Đừng nhìn trộm mà, mình sẽ bắt được bạn. Các con à, sao lại không ăn hả? Wow, não nè. Món yêu thích. Ngon quá đi. Đã quá. Tuyệt. Yeah, giờ chúng ta là zombie. Mẹ ơi, coi nè, tụi con là zombie đây. Ồ, sợ quá đi. Mình không thể làm được. Có sai chỗ nào không ta? Mình đã thử hết rồi. Phức tạp ghê. Thử đi, biết đâu bạn thông minh hơn. Mình muốn lắm. Khoan đã, chỉ có hai màu đen và trắng thôi sao? Này, xin chào. Bạn có biết khối Rubik nên có màu gì không nè? Hãy comment cho tụi mình biết với nha. Tụi mình không tìm ra được. Oh, Lego ngu ngốc. Mẹ đã nói đừng để nó nằm tùm lum rồi mà. Hết chịu nổi rồi. Quá mệt mỏi để đem mọi thứ cất lại chỗ cũ. Oh, cái gì đây? Nếu là một trò đùa thì không kiểm soát được rồi. Mình không chịu đựng thêm được nữa đâu. Đôi dép ma thuật siêu mềm. Giải pháp là đây. Chân của mình. Không thể chấp nhận được. Đôi dép đẹp quá vậy. Mình cũng muốn. Kẹo. Mình thích ăn kẹo. Ngon quá đi. Chuẩn luôn. Chúng ta ăn hết rồi hả? Chúng ta sẽ gặp rắc rối mất. Ồ, biết rồi nè, làm kẹo mới đi. Ý hay quá. Mình làm nữa. Sẽ vui lắm đây. Đúng vậy, lấy một ít cacao. Và mấy con giun nha. Tuyệt vời, có vẻ đúng rồi đó. Ba đang tới kìa, trốn đi. Mấy viên kẹo nhìn ngon ghê ta. Tranh thủ lúc không có ai mới được. Ngon quá. Tuyệt ghê. Không tin được ba đã ăn nó. Vị mới hả ta? Không. Mình thích nó. Thêm cái nữa mới được. Không ai để ý đâu. Thôi nào, chụp hình đi. Hello em yêu. Coi West đây nó vẽ cái gì nè. Nhìn thấy ghê quá. Hiểu rồi, để anh xử lý nó.
anh sẽ dùng tay xé rách hết. Ngồi đây đợi thôi. Em tự hào về hai ta. Còn bao lâu nữa ta? Anh ở trong đó hơn nửa tiếng rồi đó. Mình muốn ngủ ngục luôn. Được rồi, mình phải đi coi thử mới được. Mình không hiểu. Có chuyện gì ở đây vậy? Kể mình nghe đi. Vui quá trời à. Dạ, bạn hài quá à. Ồ, em yêu, anh có thể giải thích cho em nghe được không? Cậu ta không phải là quái vật. Hớt Nghi và anh đã chinh chiến ở Iraq cùng nhau, trận chiến bão táp sa mạc. Tụi anh biết nhau, cậu ta đã cứu anh. Sao không giới thiệu mình với cô vợ xinh đẹp của bạn đi? Dĩ nhiên rồi, mình là Hớt Nghi, mình không muốn cản đường bạn đâu. Không, lộn đường rồi, bạn không thể sống dưới giường con gái mình được mà. Nhưng em yêu. Ok. Ồ, hello Thiên. Thiên, nghe mình nói không? Nè, còn sống hay không vậy anh bạn? Thiên. Ồ, không. Không, không. Mình sẽ cứu bạn. Dậy đi, cố lên anh bạn. Bạn phải sống. Thiên. Mình biết bạn nghe được mà. Này, đừng cản trở mình. Thấy đang cứu người không hả? Để yên đi, mình sẽ làm được. Nè, chuyện quái gì vậy? Bạn thích video mới này không nào? Vậy thì hãy nhấn like và đăng ký kênh Trum Trum Trick nha. Hẹn gặp lại lần sau.